Xin chào tất cả quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những chuyến đi của Tuấn Dương. Thưa quý cô chú anh chị, hôm nay Sài Gòn vẫn đang nắng nóng, nhiệt độ lúc này cũng vào khoảng trên 40 độ. Và thậm chí nếu như ở ngoài đường thì sẽ có cái nhiệt độ nóng hơn. Đặc biệt là ở những các cái khúc mà dừng đèn xanh đèn đỏ mà không có bóng cây. Tuấn Dương đang trên đường từ Sài Gòn đi lên thành phố Đà Lạt để trốn nắng và trốn nóng. Trong những ngày qua thì Sài Gòn nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ban ngày lên đến 40, thậm chí trên 40 độ. Và về đêm thì nhiệt độ cũng khoảng trên 30 độ, thời tiết nóng hầm hập. Chính vì thế nên Tuấn Dương đi trốn nắng sẽ rời Sài Gòn ít ngày để lên tận hưởng cái không khí mát mẻ, để lấy lại tinh thần cũng như là sức khỏe sau những cái ngày làm việc ở Sài Gòn. Và trong lần này thì mình sẽ chia sẻ với các quý cô chú anh chị một số những cái hình ảnh về đoạn đường đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Lần này thì mình đi một cái con đường mới, đó là đi cao tốc Phan Thiết, đi từ Long Thành Dầu Dây, nhưng mà đi cao tốc Phan Thiết và đi một cái con đường mới để ra Đà Lạt. Mời quý cô chú anh chị cùng đi với mình nhé. Đây mình bán là từ mấy giờ đến mấy giờ chị? 24/24 luôn. 24/24 luôn. À. Và buổi tối vẫn nóng, tối mà đấy vẫn nóng. Tối vẫn ba mấy độ. À, lên đây mát. Có tiền mua nhà Đà Lạt á. À. Đây đang có mặt ở quán Tuyết Bún Bò Huế, số 36 ấp Ánh Sáng, thành phố Đà Lạt, mà đây bán là 24/24 giờ nhé. Tô đặc biệt này, tô này có giá 70.000 nha các bạn. Nhìn ngon chưa, chất lượng nha. Giò đây là giò nạc, lấy giò nạc xương này. Bò ăn bò mà lấy bò còn. Bỏ nước vô. Đà Lạt lúc này tiết trời đang se se lạnh. Đó.
Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về thành phố Đà Lạt mộng mơ. Thưa quý cô chú anh chị, Tuấn Dương mới từ Sài Gòn lên thành phố Đà Lạt. Nếu như ở Sài Gòn vào những ngày này, nhiệt độ buổi tối từ 30 cho tới 32 độ C và thời tiết thì nóng hầm hập, không có gió, rất là khó chịu. Thì bây giờ Tuấn Dương sẽ mời quý cô chú anh chị đến với thành phố Đà Lạt. Bây giờ đang là 23:03 thứ Sáu ngày 26 tháng 4. Bây giờ mình sẽ mở cái app để đo về cái thông tin thời tiết để quý cô chú anh chị được biết. Thì ở thành phố Đà Lạt ngay lúc này là nhiệt độ cao nhất chỉ 28 độ, thấp nhất là 18 độ, bây giờ đang là 19 độ. Trời thì có mây và có trăng. Đấy, nhiệt độ là từ 18 đến 19 độ nha các bạn. Và ngày mai thì cũng nhiệt độ là từ 18 cho tới 29 độ. Còn tại thời điểm này thì trời nhiều mây và nhiệt độ là 19 độ. Thời tiết này rất là mát mẻ. Mình cũng phải đi trốn cái nắng nóng của Sài Gòn lên đến thành phố Đà Lạt để nghỉ ngơi ít ngày. Vì thưa quý cô chú anh chị là vừa qua đó thì có rất là nhiều các cái trường hợp ở Sài Gòn phải đi cấp cứu vì nắng nóng. Có những người thì bị đột quỵ, không có qua khỏi. Nơi mình, các bạn nhìn phía trước mặt đây này, đang là Hồ Xuân Hương. Thì các bạn thấy là ở phía bên ngoài này đó là hồ. Ôi trời ơi, chuột chạy búa xua này. Đây là những cái hình ảnh xung quanh Hồ Xuân Hương. Thì ở bên này các bạn nhìn thì người ta có buổi tối đó, người ta bán các cái món như là khoai lang nướng, rồi bánh tráng nướng, thành một dãy rất là dài. Thì mình sẽ đưa các bạn, chúng ta cùng đi dạ, và đi chợ Đà Lạt nhé. Đây họ bán là bánh tráng nướng này, rồi sữa đậu nành nóng này. Đó. Bánh tráng nướng huyền thoại. Huyền thoại. Trời ơi, sâm. Bánh tráng nướng này, bắp nướng này, khoai lang nướng này. Cái này bán ở xung quanh hồ. Rồi, mình sẽ đưa quý ý cô chú anh chị chúng ta đi cái chợ đêm Đà Lạt. Tại cái thời điểm này, dạ cảm ơn cô. Tại thời điểm này thì khách ở các nơi lên đây chưa có đông các bạn. Mình ghi, dạ. Và ngày mai ngày mốt mới đông. Còn bữa hôm nay chiều thứ sáu thì còn khá là vắng nha. Bánh tráng này, bắp này, hột gà nướng. Rồi bánh tráng nướng, khoai lang, mật, rồi bắp. Thế lắm á. Ngày mai hốt bạc thôi, chuẩn bị mai hốt bạc. Hôm nay không là hốt thì lấy vốn ra mà mua để mà hốt. Trời ơi. Hôm nay mới được nghỉ, chiều thứ sáu mới được nghỉ nên là đang trên đường đi. Này hốt, này hốt rác đây. Và bánh tráng nướng. Rồi, rất nhiều nhá, bánh tráng nướng, sữa đậu nành nóng, rồi đá, rau ua, phô mai, rất là nhiều món. Buổi tối, dạ, buổi tối các bạn là mọi người ngồi ở đây này. Đấy, có bàn biết các thứ, là bàn là những cái chiếc ghế luôn. Sau đó ngồi uống sữa đậu nành nóng, ăn khoai lang nướng, rau ua, phô mai, bánh pizza. Đó. Dạ. Ừ đúng rồi. Đi quay chợ một vòng đã, tí còn chờ người lên nữa. Chạy ngay đi nghĩa là sao? À, công an dí là chạy ngay đi. À. Dạ dạ. Chạy ngay đi đây. À, chỗ này là đập ông đạo này các bạn này. Đây, mình sẽ quay một lượt để cho các bạn coi cảnh thành phố Đà Lạt ở đêm rồi
xong rồi sẽ đi vào trong phía chợ nha các bạn. Đây cũng có những người đi phượt này các bạn này. Đi phượt rồi các bạn ấy hành lý này. Ồ, mũ nón chắc cũng mới tới thôi. Đấy bạn, bảng số 68 bên giữa đầu lành, mấy trắng nữa. Đây là đập Ông Đạo nha các bạn. Bây giờ là 23 giờ rồi. Ở cái chỗ này thì nó cũng khá là đẹp. Cái đèn ở đây các bạn là nó sẽ đổi màu. Nó sẽ có rất là nhiều màu. Đây đang là màu xanh, sau đó nó chuyển sang màu tím, rồi màu đỏ, màu vàng, khá là nhiều màu. Nhưng mà do buổi tối các bạn, cái máy quay của mình nó không có ghi nhận được hết tất cả những các cái màu sắc. Đây hôm nay thì còn có cả trăng luôn nhé các bạn. Đó, trăng này, trăng Đà Lạt đấy. Trăng Đà Lạt không biết có khác gì với trăng ở nơi các bạn ở hay không. Hãy comment để Tuấn Dương được biết nhé. Và hướng này các bạn thì chúng ta sẽ đi về chợ đêm Đà Lạt. Thì hồi nãy chúng ta vừa mới coi một cái dãy rất là dài, bà con cô bác ngồi đây để uống sữa đậu nành nóng này, ăn bánh tráng nướng này, rồi khoai lang nướng này, bắp nướng này. Đây, những cái xe của những cái bạn 68, số bảng số 68 đi phượt đấy. Bạn này đi phượt hành lý bưng gọi là trên hết toàn bộ cái chiếc xe này luôn, hai cái vali bự chả bá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào khu chợ đêm nhé. Theo nhiều người nói thì ngày hôm nay là chưa có đông, dự kiến có thể ngày mai sẽ đông hơn. Đây, có một nhóm các bạn ấy đang nhảy này. Đó. Đó, không biết là cái vũ điệu gì đấy. Đó. Wow. Đó, cũng rất là ngắn thôi. Nhảy thì bây giờ nhảy đơn giản để quay TikTok. Rồi chúng ta sẽ đi gần hơn tới cái ngôi chợ Đà Lạt nhé các bạn. Đà Lạt bây giờ các bạn thỉnh thoảng cũng vẫn có những người đi đẩy xe lăn đi ăn xin. Thành phố Đà Lạt thì mộng mơ của những đôi uyên ương, và cũng là cái nơi mà để kiếm sống của những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn. Xung quanh chợ thì cũng có rất nhiều những cái hàng quán họ bán hàng rong vào buổi tối. Lên Đà Lạt này thì các bạn cũng có thể mua những các cái đồ quần áo hơi ấm một chút để mặc. Đi thẳng, lối đi thẳng này các bạn, là chúng ta sẽ vào cái ngôi chợ là chợ Đà Lạt này. Ngày hôm nay thì mình thấy lượng khách lên Đà Lạt chưa nhiều. Nếu không muốn nói là vắng. Đây thỉnh thoảng các bạn này có những các cái chỗ các đôi uyên ương mặc áo ấm rồi ra chụp hình. Chụp hình với những cái tượng Đà Lạt Hash Farm, là những các cái vũ điệu, các vũ công đang nhảy múa và chơi những các cái bản nhạc. Thời tiết 19 độ thì mát mẻ. Từ Sài Gòn đi lên đây thì đi mất khoảng từ 6 cho tới 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ chúng ta sẽ đi gần hơn vào phía bên trong của chợ. Đây là những các cái xe bán đồ nướng.
tí xíu xiên que cá viên xiên, bắp, rồi trứng hột gà, bánh tráng nước, rồi kem bơ, dạ, rồi dâu tây. Đấy, các bạn nhìn thấy là các đôi tình nhân dìu nhau đi dưới cái tiết trời se lạnh. Em thì nép vào vai anh, tựa vào anh, rồi anh thì dỉ vào tai em, nói anh yêu em. Đây, một cái cửa hàng bán đồ nướng này các bạn này. Đấy, chỉ một cái xe thôi là họ nướng khá nhiều thứ, giá từ 15-30 ngàn. Đó, đồ nướng xiên que, có những thứ thì theo thời giá, còn có những thứ thì chừng 30 ngàn, 15 ngàn. Xôi nóng các loại, xôi nếp cẩm, xôi gấc, xôi lá dứa. Dưới cái tiết trời mà nó se se lạnh này các bạn thì ăn những các cái món mà nó đang nóng cũng khá là thú vị. Đây, một số người khi mà buổi tối họ bán quần áo xong đó là có cái xe kia họ kéo về. Xe thì cái bốn cái bánh xe rất là bự, bán chợ đêm đấy. Một số người bán quần áo thì bây giờ cũng đang dọn về rồi. Ngày hôm nay khách lên chưa, khách lên đây chơi chưa nhiều. Các bà, các chị nếu mà ở Sài Gòn các bạn ấy nóng đổ mồ hôi, còn ở đây thì khăn choàng, rồi áo khoác, áo ấm, mũ. Đây, chúng ta sẽ đi gần hơn vào phía bên trong. Nhiều người bây giờ đang dọn dẹp để đi về. Người trong những các cái khăn len, cái áo khoác. Cái món chả sữa với bánh tiêu, bánh ngọt 10 ngàn. Mọi người khoác những các cái khăn choàng, những các cái khăn lên mình. Quần áo ở đây thì từ 100 mấy đến 200 ngàn, quần áo lạnh, áo phao. Bánh ướt lòng gà, miến phở, quá trời món luôn. Bún bò Huế, tiếu, quá trời món ngon. Đấy, bún riêu cua, bún bò Huế giá từ 40 cho tới 50 ngàn. Khá nhiều sự lựa chọn. Ở trái cây, sữa đậu nành có bảng giá luôn này các bạn này. Sữa đậu nành bò là 20, sữa đậu nành hột gà là 25 ngàn, bánh các loại là 10 ngàn một chiếc. Đấy, sữa đậu nành nóng người ta sẽ ngồi như vậy và bán suốt đêm luôn. Các loại bánh, mọi người ngồi uống trà, uống gì đó, sữa đậu nành nóng chứ. Nguyên nhóm này ngồi cũng khá đông này, một bàn này cũng cỡ hơn 10 người. Dạ. Dạ dạ. Áo gió 150k tới 200k.
nói lên đây cái thì được được thừa hưởng cái không khí mát mẻ ở Đà Lạt, cảm thấy rất là dễ chịu. Chưa cần biết là có cái gì hay ho, nhưng mà cái không khí thôi là đã cảm thấy dễ chịu rồi. 19 độ thì mát mẻ. Và ở trên Đà Lạt đấy các bạn, buổi tối người ta ngủ thì cũng không có cần phải nằm máy lạnh. Đây, chợ đêm bán túi này, quần áo, dầu tây, dầu lắc, xoài lắc, rồi các cái ví thổ cẩm, bán cho mấy khách Hàn Quốc giá 20.000. Đây mình thấy cũng có cả những cái nhóm khách người nước ngoài, các bạn ấy cũng tới Đà Lạt chơi. Đấy, mấy bạn ấy mua gì? Trà... À xin lỗi, mình cứ nói lộn. Sữa đậu nành. Mình sở dĩ mình hay nói cái từ trà đó bởi vì ở Sài Gòn nóng quá. Tôi uống trà đá nên là nó quen miệng. Lên đây thì nóng, lên đây thì hết nóng rồi. Mọi người uống sữa đậu nành nóng, xiên que nướng, các loại mứt dâu 2 hộp 25k. Đây còn bên này các bạn là người ta bán quần áo. Thế giờ các sạp cũng đang dọn dần rồi, căn cứ theo cái lượng khách để mà người ta quyết định là có ngồi bán nữa hay không. Những cái sạp đấy bây giờ ta sẽ dọn về, quần áo ta sẽ bỏ vào trong các cái thùng. Đây để mình đi sang đây quay cho mấy bạn coi nhé. Ta sẽ bỏ vào những các cái xe có 4 bánh này, sau đó rồi ta đẩy hoặc ta kéo về. Đó, lại có một cái xe 4 bánh có lắp cả giảm sóc luôn. Khách Hàn Quốc đi chơi. Đó, các bạn thấy khách Hàn Quốc họ nói tiếng Hàn. Ở bên đây thì có một số những các cái tiệm họ bán các cái loại nông sản của Đà Lạt như là khoai lang sấy này, mít sấy này, trái cây, các loại ô mai. Đà Lạt thì cái món đấy là đặc sản. Đây các bạn nhìn này, hai cô chú đang dọn hàng để cái xe nó trở về. Bây giờ ta dọn về các cái quần thể thao giá 100.000. Đây, ta sẽ cho vào trong một cái lồng này. Người ta dọn dẹp bỏ đóng vào bao tải rồi mang về. Mọi người chụp hình cho nhau trước cổng chợ Đà Lạt.
Đây trước mặt cô chú anh chị nhìn là các cái quầy bán đặc sản này, xỉ lẻ các loại mứt đặc sản Đà Lạt, đặc biệt là dâu tây tươi. Dâu tây, các loại mứt, các loại bánh kẹo chế biến. Các loại trái cây, dâu tây. Rồi ra đây là xỉ lẻ sữa chua, phô mai, nếp cẩm, súp cua. Đấy. Súp cua, xiên que tự chọn. Khúc này các bạn là chợ Đà Lạt này, này trước cổng chợ Đà Lạt này. Phía bên trong chợ thì mình thấy ta đóng cửa rồi. Sữa nóng không anh? Làm bàn đồ xanh không? Bà con cô bác là ngồi xung quanh cái khu vực này khá là đông. Kem, bơ. Sữa bán hột gà. Hột gà nướng, bắp nướng. Đồ lưu niệm, bánh tráng nướng, kem bơ, sữa đậu nành. Khu vực này buổi đêm thì thành một cái nơi ăn uống khá là lý tưởng, ngay trước cổng chợ Đà Lạt về đêm. Không biết là ngày mai thì tình hình buôn bán các thứ ở đây sẽ như thế nào. Cái khu vực kia kìa các bạn nhỉ, đây cũng là một cái nơi mà khá là đông khách. Và hôm nay mình nhìn thì theo như quan sát của mình thì ghế trống còn rất là nhiều. Đây đang là khu vực chợ đêm Đà Lạt đây các bạn. Mình đang đứng ở đây thì họ gọi là bùng binh của chợ Đà Lạt. Còn cái khúc kia thì người ta gọi là cầu thang chợ đêm. Trước mặt chúng ta nó gọi là cầu thang chợ đêm. Đấy, cảnh buôn bán về đêm khá là nhộn nhịp, nhưng mà so với một cái kỳ nghỉ lễ đó thì mình thấy nó chưa là cái gì cả, nó chưa có đông. Bàn ghế thì trống rất là nhiều nhé, các cái dãy bàn ghế trống chỉ có một vài bàn khách. Đây các bạn nhìn này, nguyên cả mấy chục cái bàn trống, chỉ có một vài bàn là có khách thôi, lác đác lưa thưa. Trà sữa khổng lồ. Món này có vẻ là lạ hay sao? Đó, anh ấy đang làm
bánh này. Sữa, bánh bánh roti Malaysia. Cái bỏ đó nó ăn mỏi nữa. Kia thì có cái cửa hàng là La Tát Đà Lạt, đặc sản Đà Lạt, mình cũng thường hay mua ở trong đó vì thứ nhất là giá cả họ niêm yết rất là rõ ràng. Thứ hai là ở trong này có cái khu để cho mọi người ăn thử. Mình mua ở đây thì mình không có sợ. Mua ở đây thì không có sợ nói thách hoặc là lầm giá. La Tas Đà Lạt, đặc sản Đà Lạt. Ở đây các bạn thì rất là nhiều những cái đặc sản và mình được ăn thử nhé. Đây Tuấn Dương sẽ đi vô quay cho cô chú anh chị chúng ta coi. Xin chào. Rất nhiều những các cái họ đóng gói cà phê, sữa và đều để giá bán hạn sử dụng. Xoài sấy dẻo 500g 95.000. Đây là khu vực này là có khu vực mình có thể ăn thử này. Rất nhiều món. Ô mai, kẹo dâu. Cái khu vực này để cho chúng ta ăn thử. Siro. Cái này là gì ta? Rượu hồng Đà Lạt 250ml 80.000. Nhìn trông cũng rất là dễ thương nhé. Rượu hồng là từ cái quả hồng, trái hồng đó. Atiso đỏ ngâm đường 400g 40.000. Đây, khu vực này gọi là khu vực dùng thử miễn phí. Đó. Cái xí muội này ngon này. Bắp sấy tỏi ớt này. Cái này là vỏ bưởi sấy. Các bạn mứt. Cái vỏ bưởi này các bạn này, ăn cái vỏ bưởi này. Cái vỏ bưởi này ăn cũng tốt. Hạ huyết áp rồi. Khu vực này chúng ta dùng thử miễn phí. Các loại kẹo ô mai. Đừng có mở ra nữa nha. Đúng là cái này có một cái kẹp gấp. Cái này là trà tâm sen này. 100.000, 330g trà tâm sen. Này mình uống rất tốt. Cái này là trà bạch cúc, là cúc trắng. Rồi trà cúc nộ. Họ làm có cả cái tiếng Việt rồi tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc nữa. Đây, đồ ăn thử thì chúng ta có thể ăn tại đây.
Có những cái món là sấy không có đường, gọi là rau củ quả sấy không, hồng treo gió, 500g, 200.000. Có những thứ thì bảo quản lạnh. Thôi mình hôm nay thì chắc mình chưa có mua mấy cái món này. Ngày bữa nào trước hôm về đó là sẽ vào đây để mua một lượt. Quán bán ốc, bán đồ nướng. Đây khu vực cầu thang chợ đêm. Khá vắng nha các bạn. Mấy cái món ở đây thì mình thấy chủ yếu người ta bán, một là buổi đêm là cháo gà, hoặc là mấy cái món xiên que nướng, sữa đậu nành nóng, bánh tráng nướng, rồi xôi, những cái món cũng khá là đơn giản. Lạp xưởng, nướng đá, rồi xôi, xôi nếp cẩm, xôi trắng. Cái không khí nó lạnh lạnh nha các bạn, nên là con người ta cũng không có sôi nổi hoặc là hoạt bát như là tiết trời nó nóng lạnh thì thường người ta co cụm lại. Những các cái móc khóa đồ chơi. Lên cái xe ô tô này để trở về. Xe 7 chỗ. Hầu hết là họ đều có xe tải chở hàng. Một số người bắt đầu họ dọn dẹp về để nghỉ. Chợ đêm Đà Lạt, 23:37. Mọi người bây giờ đang dọn dẹp để đi về rồi các bạn ơi. Nhưng mà phải nói là tiết trời này rất là mát mẻ. Cảm giác con người lên đến đây thì thư thái, nó thoải mái. Nếu như ở Sài Gòn nóng nực, cảm giác khó chịu thì
lên đây là cảm thấy người nó khỏe khoắn hơn. Tuấn Dương xin tạm dừng video tại đây nhé. Cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian để theo dõi video clip. Và hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video mới. Hôm nay là một cái video đầu tiên vào buổi tối thứ 6 ngày 26 tháng 4 năm 2024, là cái ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Đây các bạn có thể nán lại một chút, coi người ta dọn hàng về, ta bưng những cái thùng nó lên xe. Còn đối với những cái quầy khác này thì họ xếp lên những cái chiếc xe này, rồi tháo những cái bóng điện. Sau đó lát xíu là có xe gắn máy đó, họ kéo những cái xe này về. Còn những ai mà điều kiện kinh tế tốt hơn thì họ mua những cái chiếc xe tải này, họ bỏ hàng hóa lên rồi họ trở về. Đây, anh ấy đang gắn tiếp các cái ván vào xung quanh rồi bỏ hàng hóa lên. Đây có những cái xe mà họ đã để hàng hóa lên xong rồi các bạn này. Họ có cái phủ những cái tấm bạt rồi buộc dây chun xung quanh thì kể cả có mưa nó cũng không bị ướt hàng, người ta sẽ kéo về được rồi. Đây nữa các bạn nhìn này, hàng hóa khi người ta dọn về nên người ta để vào trong những các cái tủ này, có những các cái chốt, các cái móc lại rồi khóa lại, không có sợ bị mất nhé. Đây rồi, có những cái xe người ta sẽ kéo hàng về, trở về. Tuấn Dương sẽ quay cái camera lại để quay cho cô chú anh chị chúng ta coi. Đây này, sau khi cái xe hàng người ta sẽ móc cái sợi dây vào, xong người ta kéo đi. Đó, kéo như vậy. Xe máy thì kéo đằng sau có một người giữ để cho nó không bị chạy. Rồi đây, lại tiếp theo một cái xe nữa này. Đấy. Người đi đằng sau thì bám vào cái xe để điều chỉnh, không cho nó chạy tứ lung tung. Còn đằng trước là cái xe máy thì sẽ kéo cái xe bốn bánh nó đi. Và thường cái người bán đó, họ ở một cái điểm khác, ở khá là xa. Đây, anh sẽ chuẩn bị thì kéo cái xe này đi này. Buôn bán ở chợ đêm đó. Bây giờ kéo cái xe đó về. Ở đây những người khác này, họ cũng đang dọn dẹp, bỏ những các cái bạt rồi ni lông phủ ở phía bên trên. Ở lát xíu cũng lại kéo về, trở về. Ở những các cái bạt kia kìa các bạn kìa, những cái khung bạt kia họ cũng kéo, họ chuyển về hết. Chợ đêm là chỉ có bán buổi tối thôi. Rồi, cô bác anh chị hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh nhé. Chỗ này là ta bán các cái quần áo rét này, mũ nón này, áo khoác này, khăn choàng này, chỉ có trời lạnh thì mới sử dụng những cái này thôi, còn trời nóng thì chắc chắn là không có xài được rồi. Và đây là cái dịch vụ xe điện. Đó. Xe điện này hình như là 300.000 một chuyến thì phải, khoảng cách chừng một vài cây số thôi. Họ sẽ lên cái chiếc xe này họ đi về. Xe này là xe thuần điện, chở khách đi vòng vòng quanh thành phố Đà Lạt.